អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី Tính bình lại, trời sạch chia chân nằm bấy stock tông, pru mình chân chùm này bấy chanh krau tè chân. Đời xa virus COVID-19 càng tái rị rìa đáng nâng mình chùm nôn cơn lần chìa bình tỏ bình tốm. Đại bấy nếp bật tế Campuchia có bàn rộ khớn mình chùm nôn bấy sắp răm pi cả rần này hỏi đầy. Giang nào mình bờ cờ lệch tờ mơ đà ra chùm riêng bà chăm phần tư cầm hông mế ốc sơ côn cả nhà bàn bằng hành nơ rụp hiếm, đại mến bình lại trời sạch chia chân. Đàl nén ban tính đầm bấy bầm rộng tốt thuở chiêm hốp xâm rạp cụ xa rồi bọc luôn. Đời lấy đà ra chùm riêng bách sư phê ai nó vinh công mình khó bị mật phẹ rùm ai chịp đáy. Đời xa bà rộng bì sô cập hếm ở rộ bọc nẹp tè. Đàl trâu chùm này bếl chanh tự tình hộp ai hà rộng ngay nốt. Bách sư phê ban tính nợ bần lấy trời xa chia tròn xâm rạp tốt ấu nẹp tè rộ bọc nền. Đời nợ khăn nốt nền bàn bằng học xa thà. Rồi thay bọn sấy khuyên tập xa tình hôm. Bong pon nâng tay thác khnhom barom nâng bong sray khnhom puna. Cá pé prasar chieng chie bal khnhom đầm bay cầm oi quạt chanh tơ cào tè. Pru chieng mờ mình khởi corona nơ tin nà nút tê. Cõi bưng hoa rụp phép nâng xa bẩm ní miền bản đà nẹt quan tro chie chán ban sơ sơ chấm bột đà ra bị đuông ní. Thác chế kết cù bị sô cập hiệp cù xá nâng chie cù xá đầm miền sô phép mình cột tiệt phong. ចាដោយសារតែខ្លាចនៅកូវីដ19កំពុងតែរាតត្បាតនេះតារាចម្រៀងពីដួងគឺអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញានិងពេជ្រសុភាគាត់បានទិញម្ហូបអាហារស្តុកទុកជាច្រើនមែនទែននេះគឺជារឿងល្អមួយដើម្បីការពារអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារដូច្នេះបងប្អូនយើងគួរតែមានអាហារស្តុកទុកខ្លះដើម្បីកុំឲ្យចេញទៅក្រៅញឹកញាប់ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា